Tony Stark thường xuyên giấu đồ ăn trên phim trường, là diễn viên quan trọng hàng đầu Marvel Studios, nên là Robert Downey Jr. luôn được hưởng những đặc quyền mà ít ai có. Nhà sản xuất Jon Favreau và đạo diễn Joss Whedon đã đồng ý để nam diễn viên tự do ứng biến trên phim trường để tạo cá tính cho nhân vật. Vậy nên, chúng ta mới có câu thoại cực kỳ ngẫu hứng này. Chưa dừng lại ở đó, Robert Downey Jr. còn nổi tiếng với việc là ăn vặt mọi lúc mọi nơi và tất nhiên là không loại trừ phim trường rồi. Sau này, khi chia sẻ về quá trình làm việc với nam diễn viên, những người đồng nghiệp luôn luôn nhắc tới những gói bim bim mà nam diễn viên để quên trên phim trường. Thậm chí, chúng còn thường xuyên xuất hiện trong những cảnh quay mà không ai nỡ cắt ra cả.